Sài Gòn Sư Phố xin chào tất cả các anh chị cô chú đã đến với video tiếp theo của mình nha. Hiện tại đây cả nhà nhìn thấy không? Đây là những chiếc xe container này cả nhà. Em đang đứng dưới chân cầu Tân Thuận 1 nha cả nhà. Ở đây thì thường hay là mỗi buổi chiều đó cả nhà, thường hay là kẹt xe, vấn đề nữa là hôm nay thì ở đây là ngày hôm qua đó là cái khu vực này rất ngập rất lớn nha cả nhà. Thì hôm nay Sài Gòn Sư Phố ghi nhận lại hình ảnh thử như thế nào cho tất cả các anh chị cô chú. Hiện tại là quá nhiều xe container nối đuôi nhau nè cả nhà ơi, nhiều lắm. Mời cả nhà đi cùng với em nha. Rồi đi cả nhà ơi. Chim nè cả nhà, mực cá chim mực. Đoạn đường này nước ghê lắm cả nhà ơi. Đây là cái công trình chống ngập của thành phố mà. Nước mới lên hả chú? Chiều giờ. À lên từ chiều giờ chú. Dạ. Hôm qua đó lên chỗ này lên cao lắm không chú? Dạ. Dạ. Ở cái nhà ơi. Ở đây vậy mới nước xong là. Dạ. Hồi sáng mà nó lên tới đây là. Ờ sáng lên tới đây luôn hả chú? Dạ. Dạ. Mỗi năm như mỗi năm. Mỗi năm như mỗi năm hả? Dạ. Nói chung mà chống lũ càng chống càng lũ. Dạ, còn chống càng lũ à. Đó đúng rồi, công trình chống lũ cái này nghe nha. Càng chống càng lũ. Chống không lũ. Dạ. Thì Sài Gòn Sài Phố đó, mình đứng đây như các chú cũng có nói nè, còn chống lũ là còn thì còn lũ nha cả nhà. Đó, mình sẽ đi dọc bên kia cho cả nhà xem thử như thế nào. Bởi vì cái khúc này là bắt đầu nó đã ngập rồi nè. Bây giờ bắt đầu nước cũng đang lên nha cả nhà, nước cũng đang lên. Thì đó, cả nhà nhìn thấy không? Quá là lây láng. Mình lên trên mình chắc mình chạy kiểu này là lên ướt hết đồ dài dép của mình quá. Quay cái đồ á. Sài Gòn Sài Phố chú. Sài Gòn Sài Phố. Dạ. Thôi mình sẽ đi nha cả nhà. Dạ rồi. Thôi, được rồi. Trời ơi. Nước quá kinh khủng quá cả nhà ơi.
nước rồi. Sầu đít em. Rồi. Em máy rồi. Xe container ở dưới thôi. Wow. Đó, cái nhà thấy không? Ở đây nước. Kinh khủng lắm. Cả nhà thấy không? Đây đã ngập lút hết luôn. Em chạy nửa đường mà bị xe em bị ngập rồi. Bị chiều mới tới đây à? Hồi chiều mới tới đây hả? Bây giờ lớn nha. Anh biên báo nào anh? VNV hả? VOV hả? Ngập kinh khủng quá. Ngập nữa bây giờ nước đang lên. Hôm qua đó, hôm qua là ngập hung quá. Cả nhà thấy không? Bà con ở đây thì cực khổ mỗi lần mà ở đây đó cả nhà. Mỗi lần mùa này đó, nước ngập rồi. Cũng lay lén luôn. Đi xe cực khổ. Biết chập nữa mình chạy lên ngõ kia như thế nào. Đây mấy anh báo bình VOV nha các bạn. VOV giao thông. VOV giao thông hả anh? Rồi, thôi xe này đi qua luôn hả? Xe này là không chết máy nha các bạn. Wow. Thì Sài Gòn sự cố cũng như là cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những hình ảnh này cho tất cả các anh chị. Đứng ở đây đổi cho nhà rồi mình sẽ cũng phải chạy về. Không biết loại xe mình nó có nổ nó không nữa. Đây. Đứng lại lội nước như là quay lại cho tất cả các anh chị cô chú thấy được tình hình nước nè. Rồi. Nước vô tràn vô đây luôn. Rồi đây sâu lắm. Vi góc ở dưới kia xe cộ chạy cũng khá là vất vả nha các bạn.